Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình để học với howz.com, một trang web về thiết kế. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái gì đây? HowZ Pro Review 2. Mình sẽ review về cái trang web này, part 2. Part 1 là ở video thứ nhất ấy, mình đã review rồi thì mọi người có thể click xuống bên dưới và xem nhé. Đây là video thứ hai chúng ta học về cái trang web này. Chúng ta chỉ có 8 phút để học với nhau thôi, nên là mình mong là những cái thông tin mình truyền đạt với mọi người trong 8 phút này sẽ giúp ích cho mọi người trong cái việc mọi người bắt đầu tìm hiểu về cái trang web này nhé. Tôi nói nhanh, không bao giờ chừa. Năm bảy năm chừa. Hai bảy ơi, bao nhiêu? Mà mẹ mình mới gửi ngày mưa là ngày bao nhiêu? Ngày mưa rét mướt là ngày thứ ba. Vãi thì ba này, ba tuần sau mới là một tuần, năm 27 đúng không? 27 nghìn ngày mình sẽ tiêu đến thứ ba tuần sau mình sẽ mới dám tiêu tiếp. Tối order đi, mệt quá.
đau họng quá. Ôi. Giỏi gì? Hai nhỉ. Nhà chẳng có gì ăn nữa.